Chào sếp. Nhiệm vụ hôm nay của các anh là gì? Cứu con tin, sơ. Nói cái gì? Cứu con tin, sơ. Giết con tin mới đúng. Một em gái tốt đẹp ngây thơ như vậy bị các anh thủ tiêu tàn nhẫn, không phân biệt kẻ thù. Tôi có nói cho các anh biết có mấy con tin không? Dạ không sếp. Vậy em tưởng ra có một mình tôi hay sao? Còn anh nữa, nhào vô là bắn liền. Vậy là bảnh lắm hả? Không ngó trước ngó sau. Đằng sau ốc anh có miếng thép hả? Tôi nè, tôi đang định cho con tin ngồi lại chỗ tôi. Phần tôi thì đứng dậy. Nếu làm như vậy là tôi bị giết chết rồi. Hả? Tới chừng đó anh làm chuyện ma chay cho tôi, nuôi dưỡng cha mẹ giùm tôi hả? Bộ gió của anh như vậy làm sao mà nuôi nổi đi? Hả? Nói đi, nói đi. Hả? Tôi chửi đủ chưa? Đủ rồi sếp. Được. Sau này hết ai chửi rồi. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ được điều ra ngoài thăng chức, tăng tiền lương, ở nhà lầu. Các anh tự lo liệu đi. Yes sir. Có nạn rồi, có nạn rồi. Tôi đổi đi các anh vui lắm hả? Tôi nói cho mấy anh biết, tôi càng vui mừng hơn đó. Sếp Châu, hồ sơ của sếp còn chưa tới. Cảnh trưởng ở trên lầu chờ sếp đó. Ê, không có gì. Tôi biết là chú tưởng tôi làm phách lắm, nhưng mà chú ý nghĩ coi. Một lát nữa tôi sẽ vào trong phòng kia, ngồi nhúng đùi chỉ huy người ta. Nếu không làm phách một chút thì có tội với bản thân của mình đó. Tao thất tình đây. Rốt cuộc tới phiên tôi được thăng chức rồi. Tao thất tình đây. Thất tình rồi. Thất tình hả? Đâu thể nào chứ. Chú chưa từng cặp bồ mà. Chưa từng. Vậy phải. Tụi tao là bác hữu. Ờ. Cũng đã được hơn 3 năm rồi. Gần đây đột nhiên cô ta không đếm xỉa tao. Sao vậy? Bởi vì tao gửi một tấm hình cho cổ. Vậy là lỗi chú rồi. Tướng mặt của chú vậy sao gửi hình cho người ta coi được chứ. Đúng rồi. Cho nên tao gửi tấm hình mày cho cổ. Hình tôi? Phải rồi. Cổ nhận được tấm hình của mày, từ đó không đếm xỉa tới tao nữa. Không mắc mớ tới mày đâu. Xấu xí cũng đâu phải là tội lỗi. Thử hỏi coi tên là cái gì. Trực giáo sinh tử tương hứa. Mình ngơ ngẩn vẫn ngơ ngẩn. Biết làm sao. Biết làm sao. Má của mày ơi. Tao uống nước lạnh hay sao? Hả? Mày đã ở với tao lâu rồi từng thấy tao uống nước lạnh chưa hả? Không có à? Không có, tại sao rót nước lạnh cho tao? Đây là sở cảnh sát, đừng làm bậy đó. Cảnh sát gì hả? Tôi thích đánh nó, nó cũng thích cho tôi đánh mà. Làm gì tôi? Hả? Mày có thích không? Hả? Có thích không gì? Thích. Lớn một chút. Dạ thích. Nói lớn một chút. Dạ thích. Thích thì đi rót nước đi. Ai bảo tôi có nhiều đàn bà phục vụ cho tôi. Thích làm gì vậy đó. Được rồi. Để cho tôi. Qua đây. Đi đâu đó? Qua bên này. Tôi đi đây. Rồi. Hỏi khẩu cung mà. Đâu cần lấy cây búa chứ. Hỏi gì? Đánh xong rồi mới hỏi. Bắn nó lại đừng cho nó biết. Đây nè nè. Quay nè. Im. Làm gì đó. Im đi. Chú à. Làm gì không đúng đâu. Nè. Làm như vậy là không có đúng luật đó. Mày từng xử cao phạm chưa? Chưa, nhưng đánh người ta bị thương là chịu trách nhiệm đó. Ngu gì mà đánh nó bị thương. Xử nó là phải lấy cuốn điện thoại để lên ngực của nó rồi đập một búa vào thì không thể nghiệm ra thương tích gì đâu. Trong lúc này đừng có làm gì, làm gì đâu. Cảnh sát gì không có điện thoại hết à? Nè, hình như là không có đem theo đâu. Có nè. Ê, được rồi, mau để lên ngực nó đi. Chú đừng có làm như vậy mà. Đừng có sợ, để ở đây đi, không có quyền này sẽ đánh nó bị thương mà. Tôi biết. Quay nè, nè. Tao đếm ba mới đánh nha. Sếp à, quyển điện thoại nhỏ như vậy đánh chết người đó. Mở ra đi. Được rồi. Tao đem đến ba nha. Bồ muốn đánh chết tôi sao vậy hả? Mau lấy hai tay ra kẹp nó đi. Ôi nè nè, đừng có giỡn nha. Tao đem đến ba nha. Tôi ép buộc tôi mà. Nè, 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 nè. Nhanh đi. Một, hai, ba. Muốn chết hả mày? Buông nó ra. Tao đánh tao rồi vậy nó. Đánh cái gì nữa? Buông nó ra.
Tôi mặc kệ chú đó, ông đánh đánh đi. Ôi à, ấy à, ơi. À, chú đánh tôi thì đánh nói gì? Đánh nó. Muốn giật lộn mà khốn nạn. Ta phiên ta tiếp lực cho. Đưa đây. Nè. Hey. Tiếp lực. Thì là xấu hổ khi quen với chú quá đi. Mau lên đi, đừng nói nhiều nữa. Mau lên tới đây đi. Lẹ lên. Uầy, chờ đi thu hút chờ đi. Ý, một điếu hơn đồng đó. À, tao thiền tao. Ý, còn muốn chơi à? Phải cần nữa chứ. À, chơi đi. Sao các người lại đánh nguyên cáo như vậy? Thờ con lớn tiếng ăn hiếp phụ nữ đáng đánh lắm. Tôi rất khinh rẻ đàn ông nào không biết tôn trọng phụ nữ. Nếu cô thấy tôi làm như vậy không đúng, tố cáo tôi đi. Tôi tố cáo. Cảnh sát đánh người. Hồ sơ các anh đã gửi tới chưa? Chưa. Nè anh à, xin lỗi nha. Nếu như nói theo thủ tục, hai người này không còn là cảnh sát nữa đâu. Hả? Sao kỳ vậy? Không phải cảnh sát sao đánh người chứ? Chánh phủ không thể nào làm sai được. Chúng tôi biết phân biệt phải trái. Nếu như anh muốn tố cáo hai vị này, tôi sẽ tố cáo ba anh đánh lộn với nhau. Vậy có được không? Có. Tại sao cô tả hai con chó này đánh tôi chứ? Hả? Cô nói đi. Tôi tố cáo. Tôi sẽ tố cáo luôn bản thân của cô nữa. Cô đừng tưởng rằng ở chỗ này tối tôi không có nhận ra mặt các người nha. Tôi đã nhìn kỹ mặt cô rồi. Vừa lùn vừa mập lại nhăn da. Ôi, lại đánh nhầm con mắt tôi nữa. Khu vực này tôi là lớn nhất. Muốn tố cáo tôi hả? Trước mặt tôi tố cáo đi. Có ai thấy tôi đánh ảnh không? Có. Vậy tôi đánh một lần nữa. Đá vô bộ hạ. Tố cáo tôi có ai tin anh không? Đi về. Yes, madam. Có ai thấy tôi đá không? Có. Có ai thấy tôi vừa lùn vừa mập vừa da nhăn không? Không có. Good. Madam, thật ra dù nãy là hiểu lầm thôi. Là hiểu lầm mà, đã nhiều lần. Nè, tao đã quê tôi đây. Dám làm thì dám chịu trách nhiệm. Cái thằng cha khốn nạn hồi nãy, tôi đánh nó thấy rất đã tay. Nếu như cảnh sát trưởng thấy tôi làm sai phép thì xin tố cáo tôi đi. Tháng trước hai anh đã khám phá được vụ buôn lậu súng ống, công lao rất là lớn. Phải, bởi vì đâu có gì đâu, đó là bổn phận của chúng tôi phải làm, đâu có gì là đặc biệt. Anh đừng có khiêm tốn như vậy. Bây giờ anh muốn làm cái gì? Trong đội cảnh sát, bộ phận nào là nguy hiểm nhất? Tổ trọng án. Tôi muốn vô tổ trọng án. Ờ? Nếu chú muốn đi tổ trọng án, tôi đi đâu đi? Hay để tôi đi tổ giao thông đi. Ờ? Cái chú này.
Hey, vô dụng. Chết rồi, chết rồi. Tắt máy, thẻ căn cước, giấy xe đâu? Hả? Ây à, thì ra là tụi bay hả? Ê, cha tụi bay xe lại, cha là Thái Lan đấy mà. Ê, sao nè, cái này sao, khỏe không hả? Tên là tụi tôi không phạm tội chứ. Quy à, mai là mày sắn nhầm tao đó, lần sau không được vậy nữa nha. Cẩn thận chạy được chứ hả? Đi đi. Ừ. Nè, sao anh tệ vậy? Mặc cái áo giống như con ếch chạy khắp nơi vậy hả? Phải rồi, anh nói coi. Gì? Tắt máy, giấy xe đâu, thẻ căn cước. Ê, nói chơi thôi chứ hả? Thôi, mày đi uống cà phê đi. Tôi sẽ chạy đi. Tuyệt đối không phải nói chơi. Tất cả xuống xe, giơ tay lên. Giữ tay chặt đó. Bây giờ tố cáo mày, lái xe nguy hiểm, ý đồ mưu sát. Tôi đâu có lái. Shut up. Còn mày, can tội lên giường thiếu nữ vị thành niên. Nè, tôi còn chưa. Shut up. Shut up. Coi đi. Lên xe. Khốn nạn. Tao đây tệ lắm sao? Chỉ đáng tội nghiệp thôi. Còn không bớt ga hả? Ê, hey, tên ơi tên. Chú Đạt. Dạ, sao ngon lành quá vậy? Ngồi đây nướng đồ ăn hả? Dĩ nhiên rồi. Cho ta cá lạp xưởng. Còn bên kia cơ. Hè, cái áo con ếch là mày mặc quen rồi chưa? Ừ, đâu có gì đâu. Màu sắc diễm lệ mà. Tôi khoái lắm. Thiệt sao? Ờ. Ừ, vậy mày cứ mặc nữa đi. Đáng đời mày đó. Không biết lấy lòng của cảnh sát trưởng. Tôi không đánh cổ là cổ có phước rồi. Ai vô liêm sĩ như chú vậy? Cô gái bà trợ như cô ta. Ê, bây giờ ta đâu phải là cô cổ. Rõ ràng là cô ta đâm đầu vào trong lòng của tao mà. Cô cảnh sát trưởng này, tao không có buông tha cho đâu. Chà, cô cái tướng chú đê hèn quá đi. Tôi thì không hiểu tại sao bà khoái chú vậy. Cô thích cái gì của tao đó? Hả? Mày đâu có hy vọng vậy. Vì mày đã nổi tiếng là tay bắn súng nhanh số 1 trong đội bị hổ mà. Tiếp à, chiếc xe chạy rồi. Nè, được rồi, tao đang theo dõi một vụ án lớn, tạm biệt. Nè, vụ gì vậy? Nè. Vụ án lớn. Không biết có tổ nào khác ở đây không nữa. We have company, gentlemen. Đối phương có thể công tác. Có phải sợ thì tránh xài đến đây không ra không? Đi kiểm tra coi. Đừng có bắt. Tụi mình nè. Tụi mình nè. Tụi mình có gầy người đâu cơ. Buông tay ra đi. Buông tay ra. Phá hoài à. Tất cả đều bình yên hả?
Người đó là người nằm nhùng của tôi. Trong trường quốc tế, anh ta đang điều tra một vụ án của phần tử khủng bố. Bọn phần tử khủng bố này ở nước Anh đã làm cho nổ 2 lần trong trường học rồi. Mục tiêu của chúng nó là tới Hồng Kông lần này, là cái trường học nào chúng tôi còn đang điều tra. Thank you, Peter. Lydia, cô nói đi. Chúng tôi không có nhận được thông cáo nào của Bộ Chính trị nói là có người nằm dùng. Bộ Chính trị của tụi tôi làm việc cần thông báo cho cô sao? Peter, đừng có nóng. Hai đơn vị đều không có sai gì hết. Anh bạn trẻ, anh tên gì? Bộ Giao thông PC mang số 167, Châu Tinh Tinh. Có chỗ dựa không? Chỗ dựa? Chưa có. Good. Vậy anh ráng cánh rành cánh trách nhiệm này đi nha. Có được không? Lần này không được đâu. Dù quan tôi đó. Phải rồi, còn mặt mũi nào nữa? Tại sao đánh anh ta đi? Đang đánh. Đang đánh phải không? Đã. Được. Ừ, tôi đánh. Tôi đánh nè. Ờ. Nè nè nè. Chỉ đánh sơ sài về tay được rồi, đừng đánh chế động á. Làm sao biết được, tại chuyện đâu có mắt chứ. Đánh nhẹ chút đi. Tôi đánh nặng tay lắm. Đúng rồi. Trên thế gian này không ai chịu nổi đấm đâu. Chắc không có đâu. Vậy được. Tôi đánh. Ê, coi chừng đánh nhầm cảnh sát trưởng đó. Ai ăn hiếp tôi đánh người đó. Đúng rồi. Phải vậy không? Phải. Vậy mau đánh về tay rồi uống cà phê đi. Chú muốn cà phê hả? Ừ, uống cà phê. Vậy đi uống trước đi. Ừ. Nói chú biết nha, thằng Châu Tinh Tinh này không biết sợ trời đất là cái gì đâu. Ai ăn hiếp tôi đánh chết cha nó. Bác gái, mời dùng trà. Ngoan lắm, ngoan. Má, má đừng có ép bệnh đi nha má. Má ép nó, má có bao giờ ép nó đâu. Nè cậu nói đi, bác có ép cậu cái gì không hả? Cậu nói đi. Về lý luận thì không có. Má của con không có ép cậu ta đâu. Nè. Hả? Tôi đang nói chuyện với người ta, ông đừng có xía vô được không? Ok, yes. Nói thiệt nha, cậu có suy nghĩ đến việc kết hôn không? Theo tính logic thì thường là chiếu theo quan niệm đạo đức. Có. Có nghĩa là gì? Là không có. Tại sao lại nói vậy? Tôi không có tiền. Không có. Thì không đó, làm cảnh sát bấy nhiêu năm rồi, nói là không có tiền. Cậu nói chơi có phải không? Muốn gạt tôi hả? Kết hôn phải dùng tới áo cưới, tiền này tiền nọ, tiền bánh, tiền tùng, tuần trăng mật, vân vân, mua nhà mới, vân vân. Tôi thì là gánh vác không nổi, không có. Anh chàng kia có tới 500 triệu đó. Ồ, đó là chuyện đã qua rồi. Ông là xé miệng vô nữa. 500 triệu. 500 triệu thì tôi có. 500 triệu thôi mà. Tôi có, nhưng mà dùng mua đống kia rồi. Không thể vậy đâu. Chỉ một đống này là 500 triệu sao? Đúng đó. Uầy, làm bằng giấy đó mà. Phải rồi. Bác thầm một cái mất hết 150 triệu rồi. Hả? Thiệt quý giá như vậy sao? Ê. Nè, anh có tiền đi mà. Anh đâu có tiền đâu. Cái tài khoản trong ngân hàng này là của hai đứa mình đó. Anh nhớ là mỗi người chỉ bỏ vào có 10 đồng thôi mà. Bây giờ đâu có phải là con số 10 đồng nữa đâu. 100 ngàn. Em nói giành được nhiều tiền vậy? Nè, thì anh cũng có phận trong đó nữa mà. Bọn nó quên rồi sao? Biết làm sao đây. Con của tôi nó giống tôi. Cậu thiệt là có phước. Chuẩn bị kết hôn đi hả? Má, má đừng có lo nữa. Anh đã biết xếp đặt rồi. Hả? Ờ. Ê Tinh à, nè, có gì quan trọng muốn kiếm mày tiếp tay. Bộ Chính trị và tổ trọng án lần đầu tiên hợp tác với nhau. Lần này tao được xuất đầu lộ diện rồi. Làm đi được hả? Đâu phải. Vì lộ diện làm gì? Ừ, ý tao muốn nói là rất là nổi bật, rất là hãnh diện. Phải nói như thế nào đây? Ra mặt nữa mày. Thì phải rồi, ra mặt nữa mày. Hồi nãy tao nói ra mặt nữa mày vậy. À, phải. Nè, chân lên trong nhân kiện này tao đi biết hết. Nhưng không biết có nghĩa gì, mày cắt nghĩa thử coi. Chỗ này nó nói là... Hả? Ừ? Cái gì? Hả? Cái gì? Sao kỳ vậy? Hả? À? Hả? Cái gì đó? Madam, mà tôi mong là cô nghĩ lại thì mới được. Tôi tin là cái vụ này ngoài tôi ra cô không kiếm người khác để hoàn thành nhiệm vụ được đâu. Tàu đã quê là con hổ của tổ trọng án chúng tôi. Anh nhất định hoàn thành được vụ này. Chú nói đi, chú làm nổi không? Bọn phần tử khủng bố đó nó điên cuồng lắm. Chú đừng có làm bộ nha, nói ngay đi, nói đi. Tao biết, trong cái tài liệu này có viết rất tỉ mỉ về cái vụ án này rất là nguy hiểm. Nhưng mà tôi không bao giờ sợ nguy hiểm đâu. Anh đừng có đánh giá mình cao quá.
cấp trên của anh có nói với tôi rằng anh không có thích hợp để làm cảnh sát giao thông đâu. Tôi nghĩ là tôi sẽ điều anh đi đảo Đông Long. Đó là quan đảo mà. Phải, ở đó không có đường lộ. Qua, như vậy thì anh thảnh thơi rồi. Chúc mừng anh nha. Nè, xin mời nhân viên cảnh vụ cấp thấp đi ra ngoài đi. Chúng tôi cần nhóm họp. Xin lỗi nha, tôi không phải là nhân viên cảnh vụ cấp thấp đâu. Thực ra tôi không phải là nhân viên cảnh vụ nữa. Tôi từ chức. Nhất Giang Xuân Thủy Hương Đông Lưu, bây giờ bọn thanh niên không có chút lễ độ gì hết. Đạt. Tổ trọng án cũng may là có anh đó. Đừng có nói lớn tiếng như vậy, anh ta sẽ ghen tị đó. Sorry. Tên ơi, nè, tao kiếm được mấy việc làm rất là thích hợp với mày. Nè, mày nghe đây, xưởng điện tử mướn thợ máy thật là rành nghề, tiền lương cao, lại có phúc lợi rất là tốt, có xe xưởng đưa rước. Không hợp hả? Thôi làm cái này đi. Tam diện đông quê, có mướn người gác, có chế phục đàng hoàng nè, rất thích hợp với mày á, bởi vì mày rất là thích mặc chế phục. Không hợp. Ê, việc này thì hợp với mày đây nè. Công ty điện ảnh mướn một gia chánh nam, không có thị hiếu gì xấu, còn trẻ khỏe mạnh, tay chân lanh lẹ, chí khí hiên ngang. Tất cả mấy điều kiện này rất là thích hợp với mày đó. Thiệt? Phải rồi. Chỗ này có một chỗ không giống với mày. Chỗ nào? Người ta muốn mướn chó đực một con, quay tuồng tình người và chó. Chỉ khác chút thôi, mày đi thử coi. Bộ mày tưởng mày còn tệ hơn con chó thiệt hay sao? Chưa chắc đâu đó nha. Nè, tên à, mày phải có kế hoạch mới được chứ. Mày còn tuổi trẻ không đi làm gì, không lẽ đi làm vô công hay sao? Tôi đã có quyết định tôi rồi. Quyết định thế nào? Nếu mày làm ăn thì đừng quên tao nha. Làm người tôi thông thạo. Đúng vậy rồi, làm ra con chó thì thích hợp với mày mà. Đi nằm dùng. Tôi phải trở về trường học để mà nằm dùng. Tao phải trở về trường học để mà nằm dùng. Cần kiếm vài người trả đá cùng tao giả làm học sinh để mà trà trộn vào trong đó. Người mà tao kiếm nhất định phải kiên cường, nhanh lẹ, trí dũng song toàn. Cho nên tao kiếm tụi bay. Không được làm. Rõ ràng anh muốn gạt chúng tôi. Giờ biết chúng tôi tệ như vậy, đâu phải kiên cường, nhanh lẹ, trí dũng song toàn gì đâu. Anh đừng có nghĩ tụi này là đồ ngu ngốc nha. Đúng rồi, tuy là chúng tôi tệ, nhưng mà không tệ đến nỗi ngu gì mà bị anh gạt chứ. Không làm. Dù thế nào cũng không làm. Đúng vậy. Dù thế nào cũng không làm. Nói đi. 15 ngàn. Mỗi người 15 ngàn. Tiền lương mỗi tháng. Tiền Hồng Kông không phải là tiền Nhật đâu. Tán thành. Cảm ơn Vũ nha. Thôi nè, điên cơm ha. Thôi mình điên cơm. Không biết tại sao lại có một vụ như vậy nữa ha. Là bởi vì tao muốn cho tất cả mọi người biết tao là sát thủ số 1 trong đội phi hổ. Dù mất súng lần trước trong trường học, một mình tao đã ra tay, không ai địch nổi. Bây giờ dù không phải là tổng cảnh trưởng, cũng là tổng thanh tra rồi, chuyện đó không phải là PC Bộ Giao thông 167 này đâu. Mày hiểu chưa? Hiểu rồi. Mày nói dốc. Mày ngu si vậy, tại sao hiểu được? Anh tin à, tôi tệ thật, nhưng mà tôi vẫn thông minh. Chính phủ Anh Quốc nếu trong vòng tuần lễ, tức là trước nửa đêm vào ngày lễ bình yên sắp tới đây, nếu không chịu phóng thích tên đầu sỏ của tổ chức khủng bố này, bọn phần tử khủng bố sẽ gây một chuyện thật lớn lao trong trường học tại Hồng Kông. Anh tin à, chuyện của chính phủ nước Anh mắc mới gì tới Hồng Kông mình đâu. Ngài sinh nữ hoàng Anh, mày có nghĩ phép không? Nghĩ. Vậy là quan hệ. Phải rồi, đúng. Hồng Kông có nhiều trường học như vậy, có không biết học trường nào nữa. Tao đã phân tích rồi. Người nằm dùng của bộ chính trị vừa mới hy sinh là họ gái trong trường học quốc tế Aiden Smith này đi. Còn đây là bọn học trò đã học trong trường học này, đều là con trai con gái của các lãnh sự và các nhân vật quan trọng trọng yếu. Cho nên nếu là tao là phần tử khủng bố thì tao sẽ gây sự chỗ này. Rồi anh đoán sai thì sao? Nếu tôi đoán sai thì tao đánh mày. Anh đánh thật. Thiệt như là vàng ba con chín vậy. Tụi bay chuẩn bị nha, tao đi ghi tên. Anh tin à, đừng đoán sai nha, đừng đoán sai nha. Xin hỏi là hiệu trưởng Kim ở đâu? Anh hỏi giám đốc Kim hả? Hiệu trưởng, không phải giám đốc. Cũng giống nhau thôi, đi thẳng quẹo trái phòng thứ nhất. Có phải Kim hiệu trưởng không? Phải, mời vào đi, mời vào. Nè, đang có khách, làm sao nói chuyện nha. Hello, có gì tôi có thể giúp được anh cô? Tôi muốn ghi tên học. Học trường nào? Adam Smith International. Học lớp nào? Form 6, 4 người. Có chỗ.
để làm thủ tục giùm anh nha. Sinh viên Châu Tinh Tinh bao nhiêu tuổi hả? 18 tuổi. Có phải không đó, tôi xem ít nhất cũng là 28 tuổi rồi đó. Thì vậy sao? Ấy, không sao không sao đâu. 28 cũng được, 38 cũng được. Chủ yếu là anh đừng có mặc cảm được rồi. Chỉ cần anh chịu có học hành, tụi tôi sẽ chịu giúp đỡ. Được vậy thì tốt. Học phí thì mỗi tháng là 4.000 đồng. 4 người thì là 16.000 đồng hả? Ngoài ra còn tiền sách vở mỗi tháng là 3.600. Còn có áo quần thể thao mỗi người là 2.800. Cộng lại tất cả là 41.600 đồng. Ông chủ, cảm ơn. Nè. Anh tới đây chi vậy? Đi học. Phòng giáo vụ ở đâu vậy anh hai? Có lầm lộn không vậy? Cảm ơn ta đi. Cảm ơn hai anh. You four wait here and Mr. Bond will see you later. Không biết chủ nhiệm quân đạo có hung dữ hay không hả? Làm sao dữ bằng chủ nhiệm Lâm của mình hồi trước. Khờ thiệt, tụi mình cho tiền người ta vô đi học, phải không Tinh? Hả? Thì ra chú Đạt. Nào! Kêu tôi là Bond, James Bond. Chú là James Bond, vậy tôi là Batman rồi. Nghe đây, tôi là chủ nhiệm quân đạo ở đây, James Bond. Không phải là Batman, không phải là Superman, càng không phải là chú Đạt. Đến đi, chú có ngon đánh cái đi. Cái đám bọn con bộ trên này đang dọn chúng ta kìa. Mặc kệ họ là thượng cấp, trung hạ bộ gì, tôi đến đây học thôi, chú đánh người hả? Không phải vậy, có lệnh cho tao chỉ đánh một mình mày thôi. Mau đứng em để cho tao đánh mày rồi rút lui về đi. Cùng lắm là tao đãi mày ăn khuya. Tưởng tôi điên sao? Cho chú đánh trận làm gì còn khuyên được nữa. Mày đừng lo, tao bảo đảm chỉ đánh nhà thôi. Nếu mà tao đánh mày cảm thấy đau mà đánh trả lại đi. Vậy được. Được. Tôi đừng ăn khuyên nữa, trả tôi ngàn đi. 500. 800. Cũng được. Ủa, tụi nó là kẻ thù. Nè, hồi nãy mày đã lời 800 mà lấy ra đã ăn cơm được hay là không? Đại chú ăn chuối thì được. Sao cả đời mày cao khen vậy chứ? Ê, cứ bên trái bên phải gì hoài chán quá đi, mỏi cổ gần chết. Tao đánh mày còn chưa mỏi sao mày mỏi? Tôi thì tình mỏi lắm mà, cứ đánh một kiểu hoài, có chiêu gì khác đi. Có. Ê, hả? Hả? Sao cái công lại có cây gậy này ở đây? Anh Tinh à, anh không sao chứ? Không sao. Bây giờ sao hả? Chờ cơ hội đánh trả thù chúng ta ăn trận. Đâu phải, tôi hỏi nhiệm vụ kế là gì? Vậy nè, mình phải nói thông dây trời đất ở trong cái trường này. Ta muốn biết được nhất cử nhất động của thằng Mai trong cái trường này. Hiểu rồi, tôi đi trước nha. Dạ, đi đâu? Qua bên kia. Qua bên làm gì? Thì để mặc kệ cho tụi tôi. Có kìa, thái độ gì kỳ vậy? Anh Tinh à, vậy tụi mình qua bên nào đi? Đâu cũng được, đi. À. Còn giỡn hả mày? Uống xong chưa? Sắp xong rồi, chờ thêm chút đi. Mau lên. Xin lỗi anh nha. Kêu là chị mới đúng. Cô không nói làm sao tôi biết? Thì bây giờ anh biết rồi. Nhưng mà không giống. Xin lỗi đi. Xin lỗi mau. Còn không mau xin lỗi. Xin lỗi cô hai nha. Xong chưa? Anh Tinh à.
Anh Tinh à? Hả? Sắp tối rồi, còn chưa tìm được lớp học đó. Hỏi người ta đi. À, người này chắc là cô gái đó. Nè cô à, lớp học đâu? Cô em à, xin hỏi phòng 507 nằm đâu vậy? Ở tầng dưới. Thank you. Tiểu thiếu sóng nước này không hợp với em đâu. Nam nữ gia chánh ngẫu nhiên gặp nhau gây ra dòng tố, nhưng mà tiếc là tất cả đều chết hết. Kết cục là bi kịch thảm thiết lắm. Cô phải tìm những sách vui đời mà coi đi. Vui đời? Vui đời. Thí dụ như là Ảo Tử Mùa Xuân của Dịch Thư, Thành Thị Lạp Nhân của Bắc Điều Ti, Bác Sĩ IQ của Điểu Sơn Minh. À, Lòng Hổ Môn của Quỳnh Ngọc Lan tôi tin là thích hợp với cô lắm đó. Ờ, anh Tinh à, không ngờ cơ sở văn học của anh thâm hậu như vậy. Thì là hết sảy đó. Tôi không hiểu tại sao người ta nói anh là bà trợn. Đúng vậy. Thật là tiếc. Anh Tinh à, anh Tinh. Cô đệ tử mới. Mày hả? Phải, tôi cũng biết làm lạ đó. Kêu đại ca đi. Đại ca. Hello, how are you? Phải đóng bao nhiêu tiền vậy? Đóng tiền gì? Đại ca nào cũng lấy tiền đó. Nó nói gì vậy? Có hội gì ở trong trường này á, nó đều vô hết. Phải rồi, từ hội trong lớp đến xã hội đen, phải đóng bao nhiêu nó đều đóng hết. Ở đây có xã hội đen hả? Có chứ, đằng kia kìa, tổ chức bi đó. Nó là người da đen chưa chắc là xã hội đen đâu. Người da đen cũng có vậy. Kia kìa, tụi si đó. Si? Si for califragilisticexpialidocious, đúng không? I see. Nhưng thật ra tao muốn hỏi mày về một người. Theo tao. Uầy, trả tiền đi chứ. Trả tiền đi. Nè, đừng nè. 30 đồng thôi à. Lấy đi, mày đi. Lấy đi. Lấy đi. Ôi, được rồi, được rồi. Đi. Khoai Lang. Dạ. Xong chưa? Tôi đã nói được là được. Không thành vấn đề. Ừ. Có rồi nè. Có một chỗ rồi. Đằng kia kìa. Mày ngồi đi. Nè hả? Trả tiền rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Chỗ của anh đó. Ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Tới đây đi nha. Nhớ đó. Cô ta kìa. Cô em đó. Thiệt hết chỗ nói. Thiệt hết chỗ nói mới tốt. Làm gì cũng được. Không lẽ tệ như ngồi tù hay sao? Do you want some? $10, one stick. It's good. Good glass. 法武天. Mù 法武天武 咯, 做乜都得. Không thấy 好像監獄那樣嗎? Hey! Đúng là con số 2. Số 2 gì? Đợt thứ 5 con số 2, đợt thứ 6 sắp đua rồi. Tôi là chủ cái ngựa nè, muốn mua không? Không hả? Còn có chứng khoán ngoại tệ tiền Nhật đang lên giá đó. Sao? Không chơi hả? Chơi gái không? Trung, Anh, Mỹ, Pháp, Nga. Chó, chuột. Chơi không? Ôi, vui quá mà. Để tài giáo tới kìa. Giáo dục đàng hoàng coi. Ngồi đàng hoàng lại coi. Biết không hả? Excuse me. Chúng ngồi đi. Thầy giáo kìa. Thầy à. Chào. Tóc mày đẹp quá đi. Tặng cho thầy quyển sách đó. Thầy giáo à. Có quyển sách trên bàn đó thầy coi đi. Coi đi. Có đẹp không vậy hả? Giúp lắm lắm nè. Hết sảy thầy ơi. Hết sảy đó. Chịu không thầy? Tôi không mấy thấy xem banh đâu. Hay là chúng ta điểm danh trước nha. Đừng có giỡn nữa. Tandy Light. Tandy. Ê, dạ có. Tiếp theo là trò. Ủa, vừa mới vô học mà. Stephen Châu. Dạ có. Châu đó, kêu Châu mà. Có. Mr. Châu, quan ngân trò. Phước âm Mã Thái, trường thứ 27. Phúc âm Mã Thái, trường thứ 27. Trong lúc Giuđa là kẻ bội phản Giê-xu, nó thấy Giê-xu. Chơi bài. Ờ, đạt bao nhiêu? Trò làm cái gì vậy? Goodbye sir, đi chơi bài. Trò. Trò sẽ chép phạt thành kinh cựu ước và tân ước một lần. Chép đi. Gì đây? Tại sao lại phạt tôi? Ê, hey, anh kêu đánh bài phải không? Chờ vài năm nữa đi. Cuốn kinh dạy như vậy trong 2 năm này, đừng nói là chơi bài. Muốn thủ dâm cũng không có thời gian nữa. Vậy sao được chứ?
Trở lại chuyện Juda hối hận. Nó lấy 30 đồng tiền đem ném trong sách thánh điện, rồi ra ngoài tự treo cổ chết đi. Có chuyện gì thì dòng tới nỗi phải chết vậy? Không lẽ trời nghĩ là Juda phản bội Giê-xu là người tốt sao? Juda cũng được đó mà. Nếu như nó không phản bội Giê-xu thì Giê-xu khỏi phải đóng tiền thánh giá. Nếu mà không bị đóng thánh giá, cha đâu có thánh giá để mà đeo vậy chứ. Nè, tức là cha thất nghiệp đó, bộ không sợ sao? Juda phản bội Giê-xu là do thần sắp đặt. Phải phải phải, tức là thần chuyên môn sửa lưng Juda đó. Thần, xin thần tha thứ tôi dùng bạo lực. Xin thần chỉ dạy tôi làm sao để cứu đứa học trò này. Anh tin à, ở đây không có ai cai quản đâu. Anh muốn làm gì thì làm đi. Muốn gì? Trò muốn chép thánh kinh nữa à? Chuyện nhỏ thôi. Về chuyện thần có cứu tôi hay không sau này tôi mới nói nữa. Còn bây giờ tôi muốn lập tức cứu cha đó. Quá hô anh tin. Anh cho một quả đấm thô sơn thì là hay quá. À, nhưng mà tôi có dự cảm là hình như không tốt đó. Mày thiệt là dại quá. Có gây sự với ai cũng được, sao lại chạm với một sư dương? Một sư dương là người lớn nhất trong trường, còn lớn hơn tao vài trưởng nữa. Mày xâm phạm tao cũng bị đuổi ra trường lúc nào cũng được. Sao chuyện nói sớm? Tao quên nhắc mày chuyện này. Đi! Đi! Tôi coi trò, làm sao đi cứu tôi đi? Đi! Ông giỏi thiệt là chủ nhiệm quân đạo. Cần gì phải nói, dừng bước lại. Chủ nhiệm quân đạo, có chuyện gì? Không có gì. Có chuyện muốn hỏi chú thôi. Mời vào toilet. Cần gì vào toilet? Phiền chú chút đi mà. Ở đây em được sao? Toilet hay hơn. Quay, đừng có chạy nha. Chủ nhiệm quân đạo. Tin à, lục cả trường là như vậy, tao đâu có muốn đánh mày đâu. Chú điên rồi sao chứ? Tôi có so đo gì chú bao giờ đâu. Chú thấy tôi đánh chú bầm mặt vậy là tôi đâu có giận chú đâu chứ hả? Phải rồi, mày không lấy cái mạng của tao cũng như là để mặt tao rồi. Cảm ơn, cảm ơn à. Thương chú mà. Lần này đáng mời chú uống ly trà chứ. Đáng đáng. Uống trà xong mua cho tao một gói cơm nếp và một dĩa há cảo cho tao ăn nghe. Nhớ hả? Cái thằng chó đó không có biết bí mật vô đây để làm gì. Mặc kệ đi. Tóm lại đừng cản trở tụi mình làm việc được rồi. Quan trọng nhất là đừng có để cho nó tới gần Sandy. Sếp bà lần sau tôi không dám gì nữa đâu. Đồ ngu ngốc. Coi mày thế sau này còn dám làm nữa không? Dĩ nhiên không dám. Nhưng lần sau đừng có mạnh tay tôi vậy được không? Không đánh mạnh làm sao mày sợ chứ? Đúng rồi. Về lớp học. Thank you sir. Hey, chạy 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 đi. Hey, hey, hey. Vô đây. Ném qua đây. Vô đây. Không lẽ cô Cindy có quan hệ tới vụ án sao? Anh tin, anh thì là quái phong luôn nha. Anh đánh bể cái banh quả thì là thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng. Hãnh diện không?
hãnh diện chứ. Thiệt là hãnh diện đó. Cô gái đẹp la hét không vậy? Không những la mà còn rên nữa. La gì? Hễ. Hay anh tin à, lúc trước công lực của anh chỉ có thể chụp được cục đá thôi, không ngờ bây giờ lại tiến tới cảnh giới đánh bể banh luôn, lại có tư thế rất ngoạn mục, anh lợi hại đó anh tin à. Bộ chụp được cho banh là hãnh diện sao? Còn chụp được gì nữa? Đã còn chụp được nữa kìa. Chà, lợi hại quá ha, biểu diễn coi. Có cơ hội mà, chờ coi đi. Vậy chờ anh nha, hả? Tôi chờ anh đó. Té ra bộ chính trị đã bố trí binh tướng trong này rồi, chứng minh là dự đoán của tao không sai. Cái trường hợp này quả là có vấn đề mà. Được rồi, lần này mình khỏi bị đánh nữa rồi. Alo. Có tin tức gì không vậy? Định mời bạn gái tôi đi ăn cơm. Tôi cũng vậy. Nói bây giờ tới giờ rồi sao? Trở về làm bài đi. Chào Tinh Tinh, bộ chính trị chúng tôi muốn mời anh về sở uống cà phê. Đại ca, uống cà phê hả? Cho đi với. Tụi anh tới trường học đó làm gì? Anh lãng trí hả? Tôi nói nhiều lần rồi mà, tôi muốn đi học thôi. Kêu tôi là Sơ. Kêu Sơ hả? Vậy Sơ dạy khoa nào vậy? Thấy cái tướng Sơ của bộ dạy là giả sử rồi ha. Không, trung sử. Tôi cảnh cáo các anh nha, về sau đừng có theo anh này vô trường, nếu không tôi bắt hết các anh đó. Ê, dù gì? Tôi không đi học thì không có việc làm, tại vì tôi là sinh viên. Thì phải rồi, đâu có lý gì không cho người ta đi học chứ. Châu Tinh Tinh bây giờ không còn là người của đội cảnh sát nữa, có phải không anh Đạt? Thế nào? Bọn sợ tôi nói sao? Tôi không sợ tôi nói chúng nào. Nè nghe đây, sau này phải cố gắng học anh, không có được điều tra, không được cô gái, không được đánh chủ nhiệm quân đạo. Yes sir. Về đi. Goodbye, sir. Thank you, sir. Được rồi, vậy. Cái vụ án này nếu mà có gì sơ sót thì cô phải phụ trách. Let's go. Có phải là do anh sếp đặt không? Tôi muốn làm gì? Cô đừng có hỏi được không? Được. Tôi đã tin cậy anh rồi mà. Mặt của anh không sao chứ hả? Thiệt là nhiều chuyện. Alo. Sao hư rồi? Mặc kệ đi, chị Điểm nói đây mà. Xong nhận nha. Sao không ai hết vậy? Cẩn thận nha, tụi nó chưa định ở đây. All right, we do it as planned. The target is Adam Smith International School. But the cops are already at the school. The cops? You're afraid of cops? Anh Tinh à, nếu để cho thằng này biết được thân phận của mình á, thì tụi mình rất nguy hiểm đó. Hay là... Đại ca, đừng giúp tôi bịt miệng nha. Tóm lại sự bí mật này nếu mà có đứa nào tiết lộ cho người ta biết. Ha. Không thể vậy đâu, tôi đã vô hỏi các người rồi mà. Muốn không có chuyện thì mau mau làm bài vở hết đi. Dạ, làm xong rồi. Anh Tinh à, cái hai file đâu? Bán rồi. Upgrade à? Không có tiền. 100.000 của tao tụi bay đã phung phí hết trơn rồi. Phải bán mới có tiền. Anh Tinh à, đừng có sợ. Để tôi giới thiệu thằng cho vay cho anh nha. Thằng nào? Anh Tinh à, 6 giờ rồi. Giờ làm việc đi, nếu không tính thêm giờ đó. Về đi. Ê, Miss Ho. Lâu quá. Tôi không muốn lại nhảy với cô nữa. Tôi về nha. Bye bye. Đi về. Bye bye. Mẫn. Nè, sao mà tụi nó đi về vậy? Tụi nó lên làm ống nước. Ống nước? Bây giờ tụi nó đang học nghề sửa ống nước. Nè, tóc sợ ốc của em nên là dài ra nữa rồi. Không thành vấn đề, ngồi đi. Cảm ơn. Thưa ông mấy người. Là một người. Anh đã đặt tiệc đám cưới rồi chưa? Đặt rồi. Ủa, sao lại không thấy hai file ở đó nữa hả? Cần gì hai file? Bây giờ có em ca hay như vậy rồi, cần gì hai file nữa chứ? Anh nói cái gì đó? Tức là nghe em hát còn hay hơn hai file nữa. Nè, ngày mai này đó em có hẹn với một người trung gian địa ốc đó, anh nhớ đem theo gửi ngân phiếu đó nha.
Em muốn đặt cọc sao? Cần gì gấp vậy chứ? Sao bộ anh không có tiền à? Có đây nè, lần trước em đưa anh vẫn còn ở đây mà. Nhưng nếu mình hối hả đi đặt cọc như vậy, tức là mình phải trả góp rồi. Trả góp thì trả góp chứ, anh có thể đút đơn xin trợ cấp cho công chức nữa mà. Đâu còn tình hình này nữa. Tại sao mà không có? Vì anh nằm dùng mà. Nằm dùng? Sao anh nói là đã được thăng chức? Thăng chức thiệt hả? Nhưng vẫn còn nằm dùng. Bây giờ anh là quan chỉ huy trong bọn nằm dùng đó. Cái chỗ này không ai cũng làm được đâu. Em phải mừng cho anh thì mới đúng chứ. Em có vui không vậy? Cười đi. Như vậy nó có trở ngại hôn lễ của mình hay không? Đừng có trở ngại nha. Đừng có trở ngại chuyện của mình nha. Trì hoãn nữa là anh chết đó. Anh làm gì vậy? Hả? Không có gì. Tiếp tục đi. Tiếp tục? Phải rồi. Em nói nha. Làm ơn mau mau đi. Hôm nay tôi dạy các người chơi judo. Muốn tập chơi judo cho giỏi đó thì phải dùng sức lưng này nè. Hả? Tới đây. Ê à. Ê à. Ngoại trừ biết dùng sức lưng đó thì sức chân cũng phải hết sức quan trọng. Tới đây. Ê à. Nè, thấy chưa hả? Thật ra judo có thể thiên biến vạn hóa. Thí dụ như là Ê à. Nè Sandy, cô ra đấu thử với anh ta coi. Dạ. Thầy à, cô là con gái đó. Tôi đặc biệt kiếm một người nhỏ bé nhất ra đây đấu với anh ta. Nếu mà kiếm người khác tôi e rằng anh sẽ chết thôi. Chuẩn bị. Đấu. Dừng! Làm gì mà nhảy cha cha vậy? Đủ đi! Hey! Tạch ơi! Cảm ơn nhiều nha. Được rồi, coi như quê đi. Ê, sao tắm mà quá vậy? Anh cũng chơi judo hả? Biết chứ. Sao lại tắm? Tụi mình là người hợp tác với nhau. Sandy không có quan hệ vụ này đâu. Sandy, tôi không hiểu. Tôi tới đây học thôi. Nếu tới đây học thì anh đừng nên tới đây để mặc cô gái. Đâu có. Vậy không lẽ cô ta cua anh? Nhìn mặt anh kìa. Nhìn kỹ đi. Nhìn đi. Có chỗ nào con gái thích không hả? Nói đi. Anh nói đi. Có không? Có không? Không có. Vậy thì đúng rồi. You got it. Give me five. Yeah, you got it. Yeah. Hey, give me five. What? Give me five. Nếu cô gái thì cô Sandy thôi. Ui, làm gì mà hôn nhau vậy? Tụi anh hôn với nhau sao không kêu tôi hôn chứ? Ê, được, anh chờ lần sau nha. Cấm chạm tới cổ. Ê, có nước gội đầu không? Cho tôi nước gội đầu đi. Thank you. Don't say thank you. Nói cảm ơn được rồi. Cảm ơn. Đại ca, đại ca. Quay. Mày quen cô tóc ngắn đó không vậy? Ai tóc ngắn? Cái cô tóc ngắn đang coi sách kìa. Ngó là biết gái lẳng lơ liền. À, cô là Jackie. Là chị của Sandy đó. Ở đây em cũng sợ cổ hết. Sao hả?
có kế hoạch gì chưa? Đúng vậy. Bây giờ trách nhiệm của mày là dụ cô gái tóc ngắn ngắn lẳng lơ ngoài kia đang ngồi xem sách đó, mày có thấy không vậy? Hả? Cô đó hả? Thôi đi. Hay là để tôi dụ cô bên cạnh nha. Cô bên cạnh tao giải quyết cho. Mày phụ trách cô gái lẳng lơ đi. This is in order. Cô à, cô có rảnh không? Anh nói cái gì đây? Chỉ cần một chút thôi. Tôi có rảnh hay không mắc mớ gì tới anh chứ? Làm phiền cô vài phút thôi. Không được. Nè, mất dịch. Để con chạy theo nha. Nè, đừng để tôi bắt được anh nè. Nè, chị hai. And Sandy, cô đi đâu vậy? Ý, sao anh lại ở đây? Hả? Anh làm cái gì ở đây? Vời nắng mà. Ồ. Được mà. Vậy đi. Em cảm thấy hình như là mình quen nhau lâu lắm rồi. Anh cũng có cảm giác giống vậy. Để em nói thiệt cho anh nghe nha. Em rất là thích anh. Anh biết. Để nói thiệt cho em nghe nha. Anh không có cần thị đâu. Nó cản trở mà. Nói về chủ đề nha. Hồi nãy anh nói gì? Nói về chủ đề đó. Phải. Anh muốn hỏi em là có biết một người tên là Michael Chen không? Có quen Michael Chen không? Không quen. Gì? Không quen. Michael Chen đó. Em không quen. Mike Chen đó. Mai Chu thì có. Peter Chen em cũng quen. Nhưng mà em không quen Mai Chen. Sao lại vậy? Có phải em đã quên không? Suy nghĩ kỹ đi. Chuyện này quan trọng với anh lắm. Em nghĩ chắc chị hai quen anh ta đó. Vậy đi kiếm cô đi. Để coi anh nín thở được bao lâu. Ê à. Đi chơi chung nha. Đừng hết sáo, tự nhiên đi. Ngồi vậy. Có sao không? Không sao. Chị hai. Hả? Chị có quen người tên là Mai Chen không? Mai Chen. Phải, em nói đi. Ai là Mai Chen chứ? Mai Chen là người này nè. Ồ, là cái anh chàng rút dù. Chàng rút dù? Thì là ảnh chứ ai. Anh ta nổi danh rất nhút nhát. Một tuần lễ 4 ngày không tới nhà trường. Khi vô lớp thì lại ngủ gục như vậy nè. Vậy sao? Phải. Vậy bình thường thì người ta có hoạt động gì không? Nếu có hoạt động thì làm sao gọi là rút dù chứ. Rút dù là rút vào một xó đó biết chưa. Hả? Ê, đi chơi banh. Chơi banh đi. Lần này dù sao đi nữa em cũng phải thử cho biết mới được. Anh nghĩ là thôi đi. Anh nghĩ cái trò này không phải là cái trò của bọn trẻ mình đâu. Chị hai đã làm rồi, tại sao anh còn quê mùa quá vậy? Phải. Bọn chưa từng thử. Phải, anh chưa thử qua. Em cũng chưa có từng thử đó. Vậy à? Vậy tụi mình thử đi. Thử xong thì mình không còn là con nít nữa đâu. Anh tin là thử đi. Thôi đi mà. Đừng có sợ, ở đây đâu có ai chứ. Thôi đi mà. Một lần thôi. Ok ok. Mau đi anh. Chịu được nổi không? Chịu được. À. Mau đi. Được rồi. Ừ.
Không hối hận chứ? Không hối hận. Nhắm mắt lại đi. Không nhắm. Thử nha. Vậy thử đi. Chơi. Anh làm gì vậy? Anh có bệnh suyễn. Không phải, chỉ hết hơi thôi. Hết hơi. Ê, cặp kính đâu rồi? Kính đâu? Cái gì kính? Kính mắt kiến, mắt kiến, mắt kiến rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Nè, thấy sao hả? Đã lắm, còn anh? Very good. Những cô còn bé đừng có thử cái này nha. Sau này muốn thử nữa thì đi kiếm anh đó, biết chưa? Bộ anh còn sợ đứt hơi à? Sợ chứ, nhưng mà là vì em biết sao bây giờ. Chạy Tinh Tinh, chạy đi đâu? Nè, đừng sợ, xuống đi. Thầy hả? Tôi có chuyện muốn hỏi trò. Hỏi đi. Thầy suy nghĩ lâu lắm rồi, chỉ có trò mới dạy được thầy thôi. Nói đi. Làm sao mới cô gái được? Cô gái hả? Sao hỏi tôi? Hồi nãy thì nhìn thấy hai đứa về kỹ thuật lão luyện lắm đó. Đâu có gì giỏi đâu. Thầy có đối tượng chưa? Có, nhưng mà thầy rất là nhút nhát quá à. Ê, chuyện nhỏ thôi, mình nghiên cứu nhau nha. Thực ra muốn cô gái phải can đảm thì mới được. Nhưng mà nhiệm vụ cấp bách là thầy phải sửa lại đầu tóc thì mới được nha. Đã mắc công lại buồn ngủ nữa thì đã tất cả không lấy tin gì cả. Mày thấy như sao hả thằng Huy? Huy hả? Thật là ghê gớm. Một cái môi chạm vào một cái môi lại có quy lực lớn vậy. Nhất định là quy lực của tình yêu đó anh Tinh à. Chuyện nào kết hôn? Cổ nói chờ cổ có cơ sở mới được. Cũng tốt. Bây giờ kẻ đáng thương nhất là tao đây. Khi không bị dính vào cô bé đó, không biết rốt cuộc sao nữa. Nè anh Tinh, anh đã có bạn gái rồi đó, anh có giữ trận địa này được hay không? Hay là vậy đi, tôi chịu thiệt thòi để tôi thay thế giùm cho anh. Được mà, đi đi. Thôi đi, đừng có nói chơi. Anh ngó tôi coi, cái đầu tôi như vậy anh kêu tôi biết thì được rồi. Nói tóm lại lần này thiệt rắc rối quá. Đại ca, có tin rồi. Tin gì? Kìa, Michael Chen có đi dạo phố với hai cô gái đó. Hai cô gái đó? Bây giờ vậy nha, hai đứa mày phụ trách qua đó giao cảm với họ thế nào hả? Anh Tinh à, tối ngày cứ biểu tụi tôi làm như vậy hoài, tụi tôi giống là Vũ Nam quá. Phải rồi, vậy có đi không? Đi. Bọn trai trẻ thì lại trai trẻ, coi kìa, không biết tình nghĩa gì hết, vậy làm sao làm chuyện lớn chứ. Nè. Quay. Đi mua nước ngọt với em nha. Mua nước ngọt thôi hả? Hay là lát nữa ăn cơm chung đi. Ráng lên. Quay thắng nha. Ráng lên đâu đó. Nhìn lên. Còn chơi? Tôi hỏi mấy anh nè, Châu Tinh Tinh có phải là có bạn gái rồi không? Tất nhiên có rồi, rất xinh đẹp nữa, đầu giống như cô. Phải rồi. Vậy thì cô kêu Sandy đi chơi tụi tôi đi. Tôi cũng đâu có thể gì, có phải không? Chỉ cái đầu của tôi khó coi chút thôi. Mắc dịch này đó. Anh có phải có bạn gái khác không? Có phải có bạn gái khác không? Nói đi. Không có. Không có sao lỗ tài đổi dữ vậy? Đâu biết. Anh nha, anh quen biết thứ bạn bè như vậy là mất hết mặt của tôi rồi. Tôi nói cho anh biết nè hả, anh đừng có để tôi gặp được Châu Tinh Tinh nha. Hả? Nếu như để tôi gặp được ảnh thì tôi sẽ thủ tiêu ảnh, nghe rõ chưa? Có phải anh không muốn ra ngoài dạo phố với em không? Đâu có phải vậy, đâu phải. Nếu như anh không muốn đi dạo phố với em thì đừng có đi. Còn nếu như anh muốn đi với em thì để em nắm bàn tay của anh, đâu có ai nắm bóp như vậy. Đâu có chuyện gì đâu chứ. Đi mua đồ ăn. Hồi nãy nói cái gì? Bây giờ tôi hỏi anh lần nữa, tôi có đẹp hay không? Có đẹp hay không? Hả? Đẹp. Nói đi. Mình đi chỗ khác nha. Sao vậy? Anh muốn đi toilet. Em chờ anh. Đi chung chờ làm gì? Em. Thôi đi, cần gì toilet nói chuyện ngoài được rồi. Anh không phải đi toilet sao? Anh muốn chờ lát. Anh chờ được hay sao? Trên đời đâu có chuyện gì khó chứ. Coi em có lòng thành không. Đi mua đồ ăn đi. Vậy anh chờ em nha. Được. Làm cái nằm dùng cả hoàn cảnh gì, có chuẩn bị rồi mà. Wow, anh lại giở cái trò gì đây?
Đi mình đi. Khoan đã, em gặp người quen kìa. Bác trai. À. Bác gái. Ờ, Sandy đó hả? Dạ thì là ngẫu nhiên. Nè, cô này là cô Mẫn hồi trước cổ dạy bộ túc cho em đó. Cô Mẫn à, sau khi cô không dạy bộ túc cho tôi nữa thì bài vở của tôi kém hơn xưa nhiều. Nếu như cô có rảnh thì cứ tới nhà của tôi học đi. Nhưng mà tôi sắp sửa dọn đi rồi. Vậy hả? Phải rồi. Vậy sao? Chúc mừng cô, chúc mừng cô. Cảm ơn nha. Chúc mừng. Tôi cũng đã cặp bồ đó. Là bạn trai cô à? Hello, xin chào anh. Nhưng mà anh rất là nghịch ngợm đó. Tối ngày cứ như vậy hoài. Cũng thiệt là thú vị đó. Mình đi. Hả? Mình chưa có ăn mà. Anh không được khỏe nè, về đi. Đi. Vậy thôi, xin lỗi nha, xin phép bác. Bye bye. Đi về. Lần này bye bye được thoát nạn rồi. Tên à, ai vậy? Ao đây, làm người đệnh bạn. Có nhìn làm gì đâu. À, nếu mà tao không nghe cái giọng của mày, xém chút tao nhận ra mày rồi. Ê, ngồi xuống đi. Thì đó là cậu. Ê, ngồi xuống đi. Nè, ngồi xuống đi. Gặp hoàn cảnh như vậy để tao giải quyết giùm cho mày. Cô Mẫn, cô đừng có giận nha. Tại sao dạo này thằng Tinh nó thường đi chung với cô Sandy? Chủ yếu là vì công việc mà thôi. Nhưng mà trong lúc này hai người họ có chuyện gì với nhau thì khó nói lắm. Nè, ngồi im đi. Những cái chuyện này xin cô đừng có tưởng là sự thật. Còn cô á, đừng có làm thiệt tình nha. Cái thằng Tinh này rất là có tinh thần phấn đấu. Nè, lần này nó bị bộ cảnh sát sa thải nó. Nó cũng quả quyết về Nam Dung mà. Còn nữa, cũng vì cái bổn phận Nam Dung, thậm chí số tiền 100.000 cô đưa nó để dành kết hôn nó cũng xài luôn. Hả? Thật là một người rất hiếm có. Bây giờ nó thiệt là đau đớn. Cô coi gương mặt của nó rất là đau đớn kìa, phải không hả? Cho nên các vị phải tìm kiếm biện pháp để mà giải quyết giùm cho nó. Vậy là khỏi cần kết hôn rồi. Hay à, biện pháp này thiệt là tốt đó. Như vậy giải quyết xong rồi, nói ra là giải quyết ngay, không kết hôn là được rồi. Lần này bị chú hại chết tôi rồi. Chú thiệt là con heo bụng phệ. Tại sao lại sỉ nhục tao? Tao giúp mày mà. Hay, rất may bộ chính trị của chúng ta không có loại người như anh này. Jeez, heo bụng phệ. Heo bụng phệ để anh gọi sao? Cái gì? Gọi heo bụng phệ không được hả? Cái gì? Heo bụng phệ. Tại sao đánh người ta vậy? Tại sao nó nói tôi? Tôi cũng nói, sao không đánh tôi? Tôi đánh không thắng anh. Anh thì là giỏi. Uống trà đi. Anh đừng có bực tức nữa. Bộ chính trị cứ liên tục tố cáo anh. Thật ra tụi nó kỵ tài thôi. Anh yên tâm, có tôi đối phó được mà. Nhưng cái vụ này phải trông cậy anh đó nha. Thật ra vấn đề không phải xảy ra trên mình của anh, cũng tại vì Châu Tinh Tinh. Cái anh bạn trẻ này làm quá đáng rồi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Anh cũng phải cẩn thận mới được đó. Nè, chơi cho vui đi. Tặng cho anh cái thẻ tín dụng phụ thuộc đó. Cô dạy đời tôi phải không? Đâu phải. Sau này ở trước mặt tôi đừng có nói xấu bạn bè của tôi. Tôi rất là thưởng thức con người có cốt khí như anh vậy. Anh biết không, tất cả các người ở trong sở cảnh sát ai cũng khâm phục anh. Nói anh là người chính trực, làm việc đắc lực, tích đức làm lành. Nếu như ở trên thế gian này có được nhiều người như anh thì thế giới sẽ được hòa bình. Anh chuẩn bị làm cái gì? Phải đuổi thằng đó ra trường. Hay lắm. Anh sắp kết hôn rồi, còn theo làm gì nữa? Em thích mà. Không có tương lai đâu. Em không cần tương lai. Em không cần cho người khác đi, đừng tới làm phiền anh được không? Vậy còn em tính sao? Em muốn làm gì thì làm đi, tính sao tính, làm gì hỏi anh chi vậy chứ? Vậy em hỏi anh có từng yêu em không? Đôi bên cho vui lúc thôi mà, cần gì nói chứ yêu gì. Làm gì vậy? Tao có bệnh truyền nhiễm hả? Chắc kỳ nói anh là người vô tình vô nghĩa. Biểu tôi đừng có chơi chung với anh nữa. Các tàu thân mến, hôm nay chúng ta làm thử trách nhiệm.
có tán thành không? Dĩ nhiên không tán thành. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Đồ khốn nạn. Trước mặt của tao mà dám liền vậy hả? Lúc tao biết liền cái này, chạy cáo mà chạy chỉ bán có một đồng một sâu thôi. Về học đi. Cho kêu đi. Tôi kêu. Phải. Thầy là thầy giáo mà. Tôn nghiêm thầy để đâu rồi? Sao dạy học sinh đây? Kêu đi. Tôi về học rồi. Lớn tiếng chú. Tôi về học rồi. Nói cả câu. Bây giờ tới giờ học rồi. Hôm nay làm trắc nghiệm. Bây giờ tới giờ học. Hôm nay làm trắc nghiệm. Vậy được không? Trắc nghiệm. Trắc nghiệm. Trò chỗ Tinh Tinh, ra đây. Tôi đang buồn bực là chúng muốn làm gì đây? Nè nghe đây, tao cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Lệnh gì chứ, buông đi. Huy, ở đây hả? À, hiệu trưởng. Huy, cho Tinh Tinh lâu rồi không gặp hả? Lâu lắm rồi không được gặp. Sao, làm ăn sao hả? Đẹp như các trò trong lớp nể tình thôi. Nè, bây giờ trò làm cái gì? Đâu có làm gì đâu, chủ yếu làm chiếu cố thôi. Nè, ở đường Miễu tôi có sang được một tiệm bán đồ khuya đó, trò có hứng thú hay không? Bán đồ ăn khuya hả? Việc này được đó. Vậy thì trò tham gia vào. Cảm ơn. Nè, gia trưởng của trò tới kiếm có chuyện gì? Gì gia trưởng? Má của mày, má của chú, má của mày, má của chú. Đã tới rồi à? Ha, chào bác. Tránh ra. Cái thằng khốn nạn này, bây giờ tao xin cho mày thôi học. Ông là hiệu trưởng phải không? Xin cho con tôi thôi học. Quang Ngân, Quang Ngân. Bọn trẻ không có được đi học thì là khổ sở đó. Ai nói vậy? Ai nói vậy? Ai nói tôi xin thôi học vậy? Tao nói nè. Madam. Madam cái gì? Kêu má đi. Có lộn không đây? Cô với ba tôi ngủ nhau nào? Bây giờ tất nhiên là có ngủ chung với ba mày. Bằng không sao có mày chứ? Ồ. Bây giờ mày không nhận tao hả? Ngủ với ba tôi. Tao cũng có ngủ. Coi nè, giấy khai sinh tôi cũng có đem theo. Ông coi. Nè, má của nó Dư Tố Thu là tôi đây. À, bà là Dư Tố Thu hả? Tao đã quen có đủ tư cách chứng minh cổ là Dư Tố Thu. Tất cả đừng ngồi màu. Cho thời gian tôi suy nghĩ chút coi. Chuyện gì đây? Chuyện gì đây? Được. Phải rồi, còn trẻ tôi mà không có được đi học. Nè, anh nói cái khỉ cô gì đó hả? Ê. Coi tướng tôi nè, tôi giống cái gì? Nhìn đi, tôi giống cái gì? Ờ. Ê, cái gì nữa? Đúng rồi, ông đoán đúng rồi, tôi là đĩ. Không sai, tôi ở đơn vị C số 167, đường Hoàng Hậu. Chiêu bài dùng đèn neon màu vàng, viết thanh xuân ngọc nữ là tôi đây. Tôi làm điếm 25 năm rồi, có rảnh tới đó thử coi nha. Vậy lấy bao nhiêu tiền? Ê. Tôi chỉ muốn biết thôi. Chỉ 100 đồng. Còn phải mua một tặng một nữa, có khổ hay chưa? Một đêm rước 10 người khách, chỉ nhận được có 500 đồng thôi. Tôi nói cho biết nè, nếu cả tháng tôi nằm im không nhúc nhích ở chỗ đó cũng chỉ đủ chi tiêu thôi. Ông làm ơn cầm nhiều điếu thuốc tôi chửi thằng này mới được. Thằng khốn nạn này, mày nói là mày đi học trường tiếng Anh để dắt mấy thằng Tây về cho tao mà, ai ngờ lại tới đây để mà liêu lỏng hả? Còn không chịu nhận tao thì chữa đi. Ai à, thì là khổ quá đi. Ê, làm đĩ mà có súng kìa. Phải rồi. Hả? Ôi à, ôi à. Tuy rằng tôi đã làm đĩ, nhưng mà tôi cũng nhớ một cây súng cho nó chơi đó. Tại vì nó thích chơi súng. Hả? Cảm ơn má. Ôi, đưa cho má. Đưa cho má. Má nói một cây súng này cho con mà. À, phải. Mua cho con mà. Đưa cho má. Tất nhiên là của con rồi. Bây giờ cây súng nào cũng chơi súng, thích chơi súng lắm mà. Má đúc 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 cái gì nữa nè. Đứng dậy đi, đúc cái gì, đúc cái gì nè. Đứng dậy mau. Đây nè. Mày chơi thì chơi, đừng có chỉ cho tao. Chú đừng ngó tôi nha. Ê, nè, mày đã chỉ ai thì cứ chỉ vào người đó đi. À, nè, trò chơi Tinh Tinh, trò chơi súng trong phạm vi nhà trường là vấn đề rất là quan trọng. Ê, tôi muốn đi học. Không được, bỏ cái súng xuống. Không cho học mà chơi súng, tôi chơi đi. Ê, đừng mà, chơi Tinh Tinh. Ông không sao chứ, ông không sao chứ hả? Ê, không sao, cái súng con nít chơi nữa lớn tiếng quá. Phải. Ê, đừng có nhanh. Ê nè, đừng giành nè, đừng có giành nữa. Hả, cái súng nhúng súng thiệt quá ha. Đừng chơi nha. Có gì đáng sợ chứ. Chỗ này là tôi cai quản mà. Qua, tiếng nổ thiệt là giống súng thiệt ha. Wow, cái súng này nổ rất lớn tiếng. À, bà Châu à, cái súng nhúng súng thiệt này mua đâu vậy? Mua cái đầu của ông. Bà Châu, để tôi giao quân con của bà. Đi. Này, Tinh à, có phải là mày muốn làm hại tao hay không? Bây giờ chú đang hại tôi mà. Chú bắt tôi thôi học là nghĩa gì đây? Mày còn ở đây làm gì nữa? Ở đây có tao phụ trách rồi. Chú đừng có tán tầm lương tâm được không?
Trước sau tôi muốn giúp chú thôi mà, chú biết không? Mày muốn giúp tao à, tao muốn giúp mày đó. Mày quá thiệt là ích kỷ, để tao thử lần có được hay không. Thành công hay là thất bại cũng được mà. Mày làm ơn, để cho tao phụ trách đi. Này tin nè, sự nghiệp, tình yêu, tiền đồ của tao, tất cả đều ở trong tay của mày. Nếu giúp tao thì đi về đi. Mày không lên tiếng coi như là ân thuận đó. Chỉ là cái súng trẻ chơi thôi, sao mà khẩn trương vậy? Vậy là súng trẻ con chơi, chỉ cho con nít chơi thôi, không cho người lớn chơi. Ông bắn hết đạn của tôi rồi, tôi báo cáo thế nào đây? Bà Châu, bà có thời gian qua bà về. Đi về con. Sao mày đi mau quá vậy? Bây giờ tôi về nha, bye bye. Tôi chỉ giỡn chơi thôi mà, sao lại chửi tôi? Thấy người ta làm để ông tôn trọng người ta, ánh cho người ta chửi ông đó. Đi về ăn khuya đi. Đại ca. Về hả? Tôi giữ cho đại ca số điện thoại, mai mốt mình điếu cà phê nha. Cái gì đó? À, bản đồ của nhà trường, mai mốt đây không sợ lẹt. Mày vậy hả? Không phải, tôi lộn được. Ai vẽ đi đồ kỳ vậy? Cái này tôi đâu có biết. Nè, bản địa đồ này lấy ở đâu được chị? Châu Tinh Tinh cho tôi đó. Vậy Châu Tinh Tinh anh lấy được ở đâu? Đâu có biết, làm sao tôi biết được. Mấy đêm Hoàng, cô tin cậy Châu Tinh Tinh hay không? Tôi tin anh Đạt. Tôi tin Châu Tinh Tinh. Tôi tin thần Tinh. Vậy thì làm sao tôi tin các người được? Tôi tin anh, tôi tin anh. Tôi tin thần Tinh, nó nói thành công là sẽ thành công. Cảnh trưởng, tôi đã nói với Ty Bảo An rồi, cái vụ án này không cần tổ trọng án của các người nhúng tay vào, bộ chính trị của chúng tôi sẽ giải quyết. À, hai người tiếp tục, tin cậy thằng Châu Tinh Tinh nữa đi. Xin lỗi người Lydia. Anh Đạt, tôi tin anh, tôi tin anh. Xe này đâu? Không thấy. Cô không thấy, bây giờ tôi đang bận sao? Anh có lộn hay không vậy? Tôi đã kêu anh coi chừng nói giùm tôi mà. À, hình như cô ta xuống lầu rồi. Sao mày không nói sớm chút chứ? Uê, còn có một chút nè, nhai vô miệng đi. Nè, cô giờ đi. Tôi không có đồng hồ. Làm việc. Ừ, đi. Sếp Lý, chuẩn bị xong. Over. Ê, kiếm Vũ đã. Đi. Make sure you know where they are. Got it. These guys are real amateurs. Yesterday, Prime Minister John Major told reporters that Britain had no intention of yielding to any terrorist demand. He denied that any negotiations have taken place between the terrorist group and the British government. Let's see how tough they play when I have 300 school kids in my hands. Roll the ball. Hello. Không nghe gì. Tôi đi coi. Ê, nói chuyện bí mật cho tụi mày biết nha. Cái gì? Ở Hồng Kông có phần tử khủng bố đó. Chi. Merry Christmas. Bombo, I don't want to hurt anybody.
chuẩn bị. Mau lên. Hello. Anh Tinh à? Nói lớn chút đi. Anh Tinh! Chết hả? Cái gì? Còn bộ chính trị đâu? Chú Đạt đâu? Lập tức báo cảnh sát. Tao tới ngay. Biết chưa? Bộ chính trị đi. Hello. Tôi là Châu Tinh Tinh đi. Anh điên sao? Hello, 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 hello. Bây giờ phải gọi số nào đây? Gọi đi, gọi báo đi. My ball frequency hidden out from around here. Can't you jam the signal? I can't. It's overlapping. It's moving too fast. If I didn't check it out. Follow me. Wait. I'll do this one. What's the problem? Someone's escaped. Shit. Get him to the basement. Move. Get up. Move. Anh về đây làm gì? Có một khủng bố quả lực ghê gớm đang bắt đường số con tin. Tôi muốn xin ông phái đội SDU đi cứu bọn họ. Có được hay không? Tôi chưa nhận được lệnh cấp trên. Không có lệnh đâu. Bởi vì cái vụ này chỉ có mình tôi biết mà thôi. Hồi trước anh là đội trưởng ở chỗ này. Chúng tôi không nhận được lệnh cấp trên thì chúng tôi không ra tay đâu. Tôi biết. Nhưng mạng người quan trọng lắm. Bây giờ lại nguy hiểm nữa. Hết giờ rồi. Xin lỗi, không thể giúp được anh. Vậy là mời cho mượn cái thẻ phát mệnh lệnh. Không được. Châu Tinh Tinh, anh muốn ở tù phải không? Yes sir. Đệ tam trung đội, đơn vị ABC, lập tức xuất phát. Đang có mấy trăm nhân mạng đang chờ các bạn cứu đó. Hậu quả như thế nào tôi gánh cho. Có tin tôi không? Yes, yes, sir. Xuất phát. Cầm lấy. Dưới hồ bơi có hầm phòng không có thể đi ra ngoài được. Tất cả đi theo tôi. Bên kia. Mau lên. Tránh ra để cho tôi.
chạy. Tại sao đột nhiên sáng loà như vậy? Ủa, anh cặp kính tôi đâu rồi? Không có đeo kính thì như thân thể em được thoải mái hả? À, ở đây. Cái đồ khốn nạn làm nổ lối ra rồi. Phải nổ chết hết bọn mày. Sao lại có bánh mì ở đây? Mau đi, mau lên đi, mau lên đi, mau lên, mau lên, cẩn thận đó, cẩn thận. Đi rồi, mau lên, nhanh lên, nhanh lên, từ từ. Đừng bắn, đừng bắn mình đó. Người bên, người bên, người bên. Sếp chào à. Bọn này sao đây hả? Nè nè, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Tự khủng bố, phần tử khủng bố đó, khủng bố. Sếp à, sao ra được? Chúng tôi theo đường hầm của nhà trường ra đây. Bây giờ đường hầm bị nổ rồi, vô không được đâu. Có ai bị thương không? Không, tất cả bình yên, ngoài trừ tôi ra. Anh thật là giỏi lắm. Đúng rồi, anh ta thiệt là giỏi, rất may là có ảnh. Còn học sinh ở trống không? Không biết, nhưng mà chú Đạt ở trống á. Chú Đạt, ông cứu tôi. Ông cứu tụi anh. Ông giống như là chiến sĩ dị lai. Giống như chiến sĩ dị lai, nhưng không biết chết chưa nữa. Lập tức hành động. Yes sir. Nguy rồi. Chậm lát đi. Chậm lát đi. Thôi chơi rồi. Chơi lận như vậy, hai người bắn một người. Chờ bạn ta tới đây tụi mày sẽ biết. Bắn. Lên. Các bạn cẩn thận, trong đó nhất định là còn học sinh. Tụi nó ra. Đi ra, mau lên. Các bạn nghe đây, người chúng ta cứu là người đàn ông mập mạp quốc tịch Trung Quốc, có đâu, có thấy không? Dạ không thấy. Sếp à, ông ta có đặc điểm gì không? Cái gì đặc điểm chứ? Lố bịch, thiệt là lố bịch. Bẩm chất của ông ta tốt không? Kiều kiếm vợ xong hỏi bẩm chất chứ. Thằng nào hỏi mày bà vậy? Thank you.
có phát hiện gì không? Tất cả lớp học lục soát hết rồi. It's all fucking up out there. Oh dear. Move. Nè anh bạn, anh là Châu Tinh Tinh, Kiều Sếp Châu. Dạ Sếp Châu. Có thấy Thường mình thấy Thường không? Dạ ai? Jambo. Ai là Jambo? Ai vậy? Chủ nhiệm quân đạo. Chủ nhiệm quân đạo nào mà ngủ đây? Kéo ra đánh. Yes sir. Kéo ra đánh. Dạ đi 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 điện đi cài mau. Sếp Châu à, tính sao đi? Khi ra ngoài cấp cứu. Vậy còn anh? Cứu người mau đi. Sếp Châu, tôi yểm trợ các anh. Chuẩn bị. Chạy. Anybody still alive? 有啊，影住我啊，大佬。 我而家已经去到最后一个机房度， Over。 有冇人收到？ Over。 Over。 喂喂喂， Hello。 Peace！ 进来。 No weapons, please. And the handgun? Ah, easy. Very nice. Turn around. Why? Because I want you to turn around. What?
You fool! Ah! Chú không sao chứ? Không sao, không sao. Viên đạn đó đâu rồi? Mày để ở đâu? Để ngoài sau lưng. Vậy trong lưng rồi. Mày đã trúng đạn hả? Hồi nãy mày gạt nó phải không? Tên à, làm người thì phải trung trực thiệt thà chứ. Đừng có tối ngày mà lừa gạt người ta. Đừng có nói nhiều nữa, tôi đau đớn quá đi. Tao kêu xe của tường. Khoan đã. Tại sao? Tôi vẫn có tối nguồn tới mà. Tôi lãnh công mới đi chứ. Mày lại ham mộ hư vinh. Ngon cái gì? Không phải sao? Anh không phải là cảnh sát, tôi phải bắt anh. Tất cả hành động của Châu Tinh Tinh đều do con cọp của tổ trọng án Tào Đạt quê này. Đừng làm thất lễ. Sếp Đạt, có chuyện gì tôi phụ trách? Thật ra lần này các người làm rất tốt, không một sinh viên nào bị thương cả. Thank you sir. Nhưng mà sếp đã hứa là tổ trọng án không có nhúng tay vào mà. Đâu có. Có. Nè, có cả sự dự lệnh này nữa nè, ông xem coi. Ai làm tôi càng ngày càng ghét anh. Qua cái lựu đạn kia. Khốn nạn, cản trở tao nói chuyện. Đừng tưởng rằng chết rồi khỏi bị bắt. Không nói lại. Anh chàng nào để tôi ra ngoài trước? Về văn phòng nói chuyện. Ồ, cảm ơn. Lần này anh hại chết tôi rồi. Hả sếp? Lần này tôi có làm thất lễ hay không? Theo tôi đã lâu, rốt cuộc cũng học được chút đỉnh rồi đó. Thank you. Châu Tinh Tinh. Yes, madam. Lần này anh đã lập được đại công. Đội cảnh sát hoan nghênh anh phục chức. Nhưng mà tôi không hứng thú làm cảnh sát giao thông. Anh khỏi phải lo lắng. Lần này dù không phải là tổng cảnh trưởng, cũng là tổng thanh tra rồi. Thank you madam. Nghe nói là anh bị trúng đạn hả? Phải. Nhưng mà cái thứ này đối với tôi thì giống như bị thương ngoài da thôi. Tôi hoàn toàn coi nó không có ra gì cả. Very good. Anh có yêu cầu gì? Tôi muốn kêu xe nhà thương. Kêu xe cứu thương. Xe cứu thương. Em cũng có người tặng quà đi. Anh cạnh tranh hắn có nổi hay không? Tán thành chứ hả? Tôi đã can đảm rất nhiều rồi. Anh có nói đeo đuổi em sao? Anh đến trường để cắm bông thôi. Cái thằng mắc gì này dám giành gái của tao hả? Ai giành đồ của tao tao đánh chết chàng đó. Cà chương.